Cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp các cơ quan chức năng để điều tra sai phạm của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh tại dự án khu dân cư cùng Tân Lập, thành phố Nha Trang. Chiều ngày 11 tháng 1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế, xã hội năm 2023, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đại diện công an tỉnh Khánh Hòa đã có thông tin, trả lời phóng viên về việc điều tra các vấn đề liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư cùng Tân Lập thành phố Nha Trang. Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập do công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang đại diện liên danh với công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư. Cách đây hơn 4 năm, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định ngày 11 tháng 12 năm 2019 khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Uy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang, và Đào Trung Dũng, kế toán trưởng công ty, theo kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, tháng 4 năm 2021, và trong cả ba cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ban hành từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, truy tố hai bị can trong vụ án, đều có nêu về vấn đề sai phạm của các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Đó là kết luận đối với các sai phạm của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định số 12 trên ANDT, trưng cầu giám định viên tư pháp các cơ quan quản lý nhà nước trung ương. Cụ thể là trưng cầu giám định viên tư pháp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính. Nội dung trưng cầu giám định là tiến hành giám định việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc hoạt động cấp phép đầu tư, hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị tại dự án liên quan. Đồng thời giám định về thiệt hại cụ thể đối với những vi phạm để xác định cụ thể các sai phạm, mức độ gây thiệt hại cho nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai dự án khu dân cư cùng tân lập. Cũng theo kết luận của cơ quan điều tra, khi có kết luận giám định sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau hơn 2,5 năm trưng cầu giám định, chiều ngày 11 tháng 1, tại cuộc họp báo của tỉnh Khánh Hòa, phóng viên đề nghị thông tin về kết quả điều tra đối với các vấn đề sai phạm đã được trưng cầu giám định tại dự án trên. Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa đã trả lời, hiện nay cơ quan điều tra của Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định điều tra đối với các sai phạm tại dự án khu dân cư cồn tân lập